Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng nhau phá cái đầu tiên nha. Ôm luôn ra. Let's go. Ok. Wow, rất nhanh luôn. Nhiệm vụ lần này của mình đó là đi một đoạn đường rất là dài luôn. Let's go. Ok, nhân đôi vào. Map dừng tay rồi. Ok, đã thành công. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Zombie Spawn Army. Let's go. Thank you.
Wow. Trên vô số anh zombie rồi. Lisa. Wow, cái này rất là khoai luôn các bạn. Oh my god. Ok, đi rồi. Xong, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3, Ice Cream One. Đây là một tựa game thuộc tựa game Hoso Game, Horror Game. Play, let's go. Ở tựa game này các bạn phải đi cứu một chàng trai béo phì. Chàng trai đó chính là bạn của các bạn. Và bạn sẽ có thân là Jay, bạn của cậu ta. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở cái cửa sổ ra đây. Cậu ta đi mua kem, vô cùng bị ông ta bắt mất. Ok, mình sẽ đu xuống tầng 1 này. Ở đây thì có một cái map bản đồ, nhập đây. Stop. Ông ta không có đây. Ông ta đang kêu. Rồi sau đó thì mình sẽ lên xe. Không lên được, bắt buộc phải nhắm vào người ông ta thôi. Wow, nhắm vào ông ta không được gì. Các bạn phải ném tận lên trên mặt ông ta nhá. Còn nếu ném vào người không được gì đâu. Ra quán cà phê này. Let's go. Không biết ông ta đang ở đâu. Chúng ta đang kia. Rồi, ông ta đã phát hiện ra mình. Mình sẽ chung các bạn là
Đây rồi. Ồ, ông ta lại phát hiện ra mình luôn. Một đồng tiền xu. Oh my god. Rồi các bạn để chúng ta leo tiếp nào. Sau đó mình lại chạy vào và lấy một món đồ nữa, đó chính là Only. Mình sẽ vào đây để xem anh chàng nào hôm nay bán hàng đồ lan. Ok. Rồi, mình sẽ vào Baccarat. Baccarat. Oh my god, ông ta ở đây luôn rồi. Mình sẽ ném vào ông ta. Sau đó thì mình sẽ trao đổi lấy một khẩu súng bằng bằng màu, khẩu súng màu. Bắn sơ. Ok. Ông ta chắc chắn sẽ ngất trong vòng 1 phút. Sau đó thì mình sẽ đi phá cái bức hàng rào ở trong lỗ này. Let's go, mình sẽ phá bức hàng rào này. Sau đó thì mình sẽ quay về để lấy một bình xăng, sau đó đẩy bình xăng vào trong này. Không biết lúc đổ đó thì ông ta đã tỉnh dậy chưa, nhưng mình phải nhanh chóng thôi. Ok, let's go. Giờ mình sẽ đi lấy bình xăng. Rồi các bạn chui xa. Một đoạn đường khá là dài. Đường cống dài thật. Wow, hình như ông ta tỉnh dậy rồi. Nhưng mà thôi, mình cứ đổ đầy bình xăng đã rồi tính sao. Ok, sau đó thì mình lại chui lại. Mong sao ông ta không phát hiện ở đây. Ô, ông ta chui ở đây thật. Oh my god. Các bạn phải đợi ông ta chui vào đây, sau đó các bạn lại chui lại. Và mình sẽ rửa ông ta đi đường này. Let's go, let's go. Ok. Vì khi đổ xăng thì nó sẽ tạo một tiếng đổ xăng, cho nên ông ta phát hiện ra và ông ta đã chui vào đây. Sau đó các bạn sẽ cất thùng xăng này vào trong xe. Rồi, và mình sẽ đi đến đây tiếp để lấy một món đồ, đó chính là một chiếc chìa khóa. Các bạn lên chiếc cầu này, hạ cái cần cầu này xuống. Let's go. Ok, sau khi hạ xuống mình sẽ chui vào đây và mình sẽ đi tìm một món đồ. Không biết ở đây có một chiếc áo đó không?
không có chuyện đó làm là mình sẽ đi đường khác. Ồ đây không có luôn. Thế thì nó nằm ở chỗ nào? Đây rồi. Ông ta ra đây luôn. Tài thật, rất thính. Rồi, sau đó thì mình sẽ về xe và di chuyển đến một nơi khác. Let's go, let's go. Ok. Oh my god, không hiểu sao tao chui được vào trong này. Oh my god, bắt rồi. Quả mình né, mình ném mà ông ta lại lé được. So ok, và mình sẽ sang tới cái đối tư. So web TV show. Let's go. Rồi các bạn ăn dị vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ sơn lại, xăm lại một hình rất là đẹp luôn. Ok. Okay.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 5. Time start. Let's go. Let's go. Mình sẽ chọn xe vàng này đầu tiên đây. Xe vàng đối với xe vàng. Wow. Rồi bây giờ anh ta sẽ làm gì? Anh ta tiến lại gần. Oh my god. Có vẻ như anh ta bắn đau hơn cả mình. Sau đó thì mình sẽ chọn tiếp xe này đi. Chết luôn. Ok và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Dark Eye Grim. Rồi mình sẽ vào level 12. Level 12 đâu? Ok đây rồi. Ở đây thì các bạn sẽ phải tiêu diệt 6 anh chàng Icream này. Mình sẽ chọn khẩu M4 đi. Sau đó thì mình sẽ đi tìm trên bản đồ nhá. Anh chàng này gần nhất, mình sẽ tiêu diệt anh ta. Ok, sau đó thì sẽ tiêu diệt hai anh chàng bên này. Wow, mất máu khá là nhiều. Rồi. Các bạn cố gắng nhau vào đầu. Nhưng mà khổ lỗi cái này toàn bị vướng cây thôi. Sau đó còn hai anh chàng ở đây. Nằm một đường dọc thẳng này luôn. Ok. Sau đó thì các bạn sẽ chạy đến cái tòa nhà này. Trong này không biết có gì cả không? Theo mình nghĩ đó là được tặng một thanh kiếm samurai. Ok, chuẩn luôn. Rồi, let's go. Level 13. Finamos. Ok, lần này thì các bạn phải đi sang tòa nhà bên kia. Yeah yeah, chạy thôi nào. Ở đây thì chắc chắn là các bạn sẽ phải đi mở cửa. Mình sẽ mở vào đây xem như thế nào. Oh my gosh, giữ cái này nào. Sau đó xoay cái này. Giữ vào đây đi. Mình sẽ xoay cái này. Ok, xoay theo chiều. Đã mở được cánh cửa ra. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Redbone 4. Let's go. Oh my god. Ok.
Cái này hơi khó một chút nha, cho nên các bạn cẩn thận. Ok. Oh my god. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tài kiến tiếp theo. Wow, tựa game này không vào được rồi, không biết là lý do là gì đây. Cho bị lỗi game rồi. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.